Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại VSmart Star 3 khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình này. Đồng thời là các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này của bạn nhé. Con điện thoại VSmart Star 3 này thì nó có cái modem là, đây các bạn có thể là xem ở đằng sau cái mặt lưng này nhé, đó là V330A này. Đó. Rồi bây giờ thì các bạn cần phải tắt máy đi cho mình. Sau đó là các bạn sẽ vào cho mình cái chế độ đó là recovery để chúng ta có thể là wipe data nhé. Và đương nhiên là cái việc wipe data nó sẽ xóa sạch tất cả dữ liệu ở trên con điện thoại của chúng ta. Các bạn cần phải chấp nhận cái điều này nhé. Rồi mình sẽ tắt máy đi này. Các bạn sẽ bấm giữ cho mình phím nguồn này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình là tắt nguồn ở phía trên cùng này nhé. Đó, tắt nguồn này, mình sẽ chọn vào. Rồi sau khi mà máy nó đã tắt, các bạn sẽ bấm giữ đồng thời cho mình phím nguồn và phím tăng âm lượng nhé. Các bạn bấm giữ đồng thời cho mình hai cái phím này. Sau khi hiện lên logo, các bạn nhả hết ngón tay ra cho mình nhé. Các bạn chờ một chút. Nó hiện lên con Android như này. Các bạn sẽ bấm giữ cho mình phím nguồn này, sau đó bấm tăng âm lượng này. Đó. Như này là mình đã vào được cái chế độ recovery nhé. Và trong đây thì các bạn cũng nhìn thấy là nó đang chạy cái phiên bản Android 10 này. Và cái modem của nó đây, đó là V330A nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ di chuyển xuống cho mình cái mục đó là Wipe Data Factory Reset nhé. Bằng cách là các bạn bấm cho mình phím giảm âm lượng này. Rồi các bạn sẽ bấm phím nguồn để xác nhận này. Tiếp tục mình lại di chuyển xuống cái mục là Factory Data Reset nhé. Rồi các bạn bấm phím nguồn cho mình nhé để xác nhận này. Bây giờ vệt sáng đang ở Reboot System Now thì mình sẽ bấm phím nguồn để khởi động lại điện thoại nhé. Bây giờ điện thoại của mình nó sẽ khởi động lại. Cái đoạn này cũng khá là lâu nên mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại của mình đã khởi động lên rồi nhá. Các bạn để ý ở đây nó có số 3 này, chính là nó đang chạy cái VOS3 nhá. Đó, ở đây nó đã tự chọn ngôn ngữ là tiếng Việt rồi nhá. Mình sẽ bấm mũi tên để mình vào trong này. Tên của máy này thì mình sẽ bấm bỏ qua đi. Điều khoản và điều kiện này thì mình sẽ bấm là tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận này. Mình sẽ bấm tiếp tục này. Bây giờ thì mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Mình sẽ bấm vào mạng wifi của nhà mình này. Rồi mình sẽ chọn là kết nối này. Rồi đến cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ bấm vào là bỏ qua nhé. Đó các bạn để ý ở đây, nó vẫn yêu cầu mình phải xác minh cái mật khẩu mở khóa màn hình nhé. Và đương nhiên là cái mật khẩu mở khóa màn hình này mình đã bị quên rồi. Thì ở đây nó có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là sử dụng tài khoản Google của tôi để thay thế này. Mình sẽ bấm vào nhé. Nó dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản Google của bạn này. Thì nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này thì các bạn chỉ việc đăng nhập chính cái tài khoản đó vào đây là chúng ta có thể là vào trong sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong cái trường hợp mà các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google này thì bắt buộc chúng ta cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản của bạn này nhé. Và để xóa cái xác minh tài khoản này thì các bạn sẽ làm theo mình nhé. Các bạn bấm vào đây này thì nó sẽ hiện lên cái bàn phím này nhé. Các bạn để ý ở phía góc dưới này nó có một cái bàn phím nhỏ này, mình sẽ chọn vào nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn cái bàn phím là Gboard này. Đó các bạn để ý này, như vậy là nó đã hiện lên cái bàn phím như này. Nó có hình micro này nhưng mà gạch như này là chúng ta không sử dụng được nhá. Mình sẽ thử bấm vào xem. Nó bấm vào thì nó báo là không hỗ trợ tính năng nhập bằng giọng nói cho địa chỉ email này. Đó, tức là đây là chúng ta nhập địa chỉ email vào và nó không hỗ trợ cho chúng ta nhé. Thế nên là cái micro này nó gạch như này. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái màn hình kết nối wifi nhé. Các bạn quay trở lại cho mình cái màn hình kết nối wifi này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là xem tất cả các mạng wifi này. Các bạn chọn cho mình vào là thêm mạng mới này. Đó, các bạn để ý là bây giờ cái bàn phím này, bàn phím nhập và tên mạng wifi thì nó đã hiện lên cái hình micro mà không có cái dấu gạch rồi nhá. Mình sẽ bấm vào này. Đó, mình sẽ chọn là từ chối này. Tiếp tục mình bấm vào lần nữa nhá. Mình sẽ chọn vào là từ chối và không hỏi lại này.
các bạn để ý là cái micro của chúng ta đã thành màu trắng rồi nhá. Mình sẽ bấm vào lần nữa này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào cho phép này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là quyền nhé. Đó, các bạn nhìn thấy có cái hình kính núp này, mình sẽ bấm vào để mình tìm kiếm nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm kiếm cái ứng dụng đó là Chrome. Mình sẽ viết vào đây là Chrome này. Đó, các bạn để ý Chrome đây nhá. Mình sẽ chọn vào Chrome này. Mình sẽ bấm mở Chrome luôn này. Mình sẽ chọn chấp nhận và tiếp tục. Mình sẽ chọn không cảm ơn này. Đó, các bạn để ý là như vậy là mình đã mở được trình duyệt Chrome rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào một cái địa chỉ mà mình hay dùng để xóa xác minh tài khoản Google. Đó là trang vnzom.net/bypass. vnzom.net/bypass này. Mình sẽ bấm đi này. Rồi vào đến đây rồi thì mình sẽ thử luôn cái cách. Con này nó đang chạy cái phiên bản Android 10. Chính vì vậy mà mình sẽ thử luôn cái cách là thay đổi cái mật khẩu màn hình coi sao nhé. Mình sẽ bấm vào cái mục đó là Screen Smart Lock này. Mình sẽ chọn vào đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ thay đổi mật khẩu nhé. Ví dụ mình vẫn chọn là mẫu hình này. Rồi bây giờ thì mình sẽ vẽ một cái mẫu hình đơn giản mà mình hay dùng, đó là chữ Z nhé. Mình sẽ chọn tiếp tục này. Mình sẽ vẽ để xác nhận lại này. Mình sẽ bấm xác nhận này. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử tắt màn hình đi, sau đó mình bật lại coi cái mật khẩu này nó có hoạt động hay không nhé. Mình tắt màn hình này. Đó, mình sẽ bật lại này. Đó, các bạn để ý này, như này là nó đã hoạt động rồi nhé. Đây, mình sẽ vẽ lại cái chữ Z mà vừa mình mới đặt này. Đó, như vậy là cái mật khẩu này nó đã hoạt động rồi nhá. Bây giờ thì các bạn có thể là khởi động lại điện thoại, hoặc các bạn có thể là quay trở lại cái màn hình ban đầu nhé. Mình chọn cái cách là quay trở lại cái màn hình ban đầu này. Đó, rồi mình lại bấm mũi tên này vào trong này. Mình chọn bỏ qua này, mình chọn tiếp tục này. Mình chọn bỏ qua này. Đó, bây giờ nó yêu cầu xác minh cái mẫu hình mở khóa này. Thì mình sẽ vẽ lại cái chữ Z mà vừa lấy mình mới đặt nhé. Đó. Ok, các bạn để ý như vậy là mình đã vượt qua được cái màn hình đó là xác minh tài khoản của bạn rồi nhá. Bây giờ nó đã có chữ bỏ qua rồi. Bây giờ mình sẽ bấm bỏ qua để mình vào nhanh cái màn hình chính nhá. Tẹo nữa thì mình hoàn toàn có thể là vào được cái màn hình đăng nhập tài khoản Google này bằng cách là mình sẽ mở Set Play lên nhá. Rồi mình sẽ bấm bỏ qua này. Bỏ qua này. Các dịch vụ của Google này, mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn chấp nhận này. Về Smart chuyển dữ liệu này thì mình sẽ bấm bỏ qua này. Mình sẽ chọn là ok này. Cài đặt hoàn thành này, mình sẽ bấm vào là hoàn thành này. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của nó rồi nhá. Hiện lên cái màn hình kích hoạt bảo hành này, các bạn có thể là bấm bỏ qua hoặc các bạn bấm cho mình là kích hoạt qua internet nhá. Đó, mình sẽ bấm đồng ý này. Ok, bây giờ công việc của bạn chỉ là vào Set Play này. Sau đó các bạn chọn đăng nhập cho mình này. Đó, đến đây thì các bạn có thể là đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ vào đây. Hoặc các bạn có thể là tạo một cái tài khoản Google mới nhé, bằng cách là chọn vào tạo tài khoản, chọn vào cho bản thân tôi. Sau đó là các bạn sẽ điền những thông tin mà Google yêu cầu để chúng ta tạo một tài khoản Google mới để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại VSmart Star 3 có cái modem là V330A khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình, đồng thời quên luôn cả tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này thành công rồi nhá. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.